Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều qua ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri hai phường Lạc Đạo, Đức Long, thành phố Phan Thiết. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông thông tin với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 30 tháng 11. Kỳ họp chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 11. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, xem xét cho ý kiến 12 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri hai phường Đức Long, Lạc Đạo cũng đã có những kiến nghị về chế độ dành cho người cao tuổi, điều chỉnh tuổi người cao tuổi để được hưởng các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội, góp ý kiến về vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, cần đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, kiến nghị về mức hưởng bảo hiểm y tế, đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến của người tham gia bảo hiểm y tế. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông và đại diện lãnh đạo địa phương và sở ban ngành đã trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với những ý kiến ngoài thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng trong chiều qua, đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh đã thông báo đến với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp. Cử tri cho rằng, hiện nay xã Phan Tiến có nhiều dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Cờ Ho, Trắc Lây, Chăm, Tày, Nùng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan tâm lo lắng về tình trạng mất dần bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là điều kiện hưởng thụ văn hóa giữa đồng bào dân tộc thiểu số miền núi so với vùng khác có sự chênh lệch quá lớn. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị đến đại biểu Quốc hội cùng các cấp, ngành liên quan về tình trạng rác thải môi trường, hệ thống giao thông nông thôn tại địa phương xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Qua nghe các ý kiến, đại diện các cấp chính quyền, huyện và xã đã giải đáp và làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh đã có những chia sẻ đến với cử tri cũng như thông tin đến địa phương về kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình của xã trong thời gian tới. Ngoài việc mong muốn đồng bào giữ gìn và phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội cũng đề nghị địa phương tập trung rà soát danh sách hộ nghèo để thời gian tới cùng thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với sự chung tay, chăm lo của cả cộng đồng. Thưa quý vị, trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, theo quyết định 1602 ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế vừa giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước quý tư năm 2024 cho tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ cho Cục Thuế tỉnh Bình Thuận trong quý tư thu ngân sách nhà nước 2.510 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với nhiệm vụ còn lại của quý cuối năm 2024. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tiến hành rà soát giao nhiệm vụ thu quý tư cho các đơn vị quản lý thu để tổ chức thực hiện trên cơ sở đề ra những biện pháp thu đối với từng khoản sắc thuế trong quý. Sau 8 tháng, mặc dù tổng thu nội địa của tỉnh Bình Thuận đảm bảo tiến độ theo dự toán, nhưng có nhiều khoản thu đạt thấp và giảm mạnh nên đã tác động đến số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Hiện toàn tỉnh có 5 trên 18 khoản thu có tiến độ thu dưới mức bình quân chung, trong đó có 4 trên 18 khoản thu bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Sáng nay, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận tổ chức hội nghị khách hàng đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thành phố Phan Thiết nhằm tăng cường công tác phối hợp với đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát chi thường xuyên. Các nội dung về công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên theo thông tư số 17 ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Bộ Tài chính, việc xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước, xử lý các khoản tạm ứng quá hạn của ngân sách cấp thành phố đã được trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Những năm gần đây, cơ chế chính sách có những thay đổi lớn, dẫn đến có rất nhiều văn bản nghiệp vụ hướng dẫn, bãi bỏ, sửa đổi những văn bản cũ. Chính vì vậy, trong quá trình giao dịch sẽ có lúc xảy ra những ý kiến chưa thống nhất trong giải quyết công việc. Hội nghị khách hàng đã thông tin thêm một số điểm mới của thông tư số 17 năm 2024 so với thông tư số 62 năm 2020. Một số nội dung cần lưu ý trong công tác xử phạt vi phạm hành chính và vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ,
đồng thời lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc để tháo gỡ, phối hợp tốt hơn. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bình Thuận ước đạt 551,6 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2024 trên địa bàn tỉnh tiếp tục xu hướng tăng so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm gỗ, giày dép và hàng hóa khác có mức tăng khá khi mang về 390,8 triệu đô la Mỹ, tăng gần 10%. Nhóm hàng nông sản ước đạt gần 11,7 triệu đô la Mỹ, tăng gần 9,3%. Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là thủy sản lại giảm 3,15% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hóa xuất khẩu của Bình Thuận vẫn hướng đến những thị trường truyền thống là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Colombia. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong 9 tháng qua ước đạt 1.050 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 18,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu dệt may, da giày, hàng thủy sản. Cũng trong 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 81.180 tỷ đồng, tăng gần 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 51.540 tỷ đồng, tăng gần 15,2%. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 18.930 tỷ đồng, tăng hơn 11,6%. Doanh thu các ngành dịch vụ khác ước đạt 10.710 tỷ đồng, tăng gần 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Qua ghi nhận cho thấy, hoạt động thương mại của tỉnh trong 9 tháng qua diễn ra ổn định với sức mua tăng, hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân và giá cả thị trường nhìn chung ổn định. Hoạt động du lịch diễn ra khá nhộn nhịp với nhiều hoạt động văn hóa thể thao và lễ hội thu hút đông đảo du khách. Dịch vụ lữ hành hoạt động ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống tăng cường phục vụ cho người dân địa phương và khách du lịch. Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ ổn định, đảm bảo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa kịp thời. Vận tải đường thủy cũng diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Thưa quý vị, Sở Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh cảnh báo thủ đoạn giả mạo kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sở Y tế cho biết đối tượng lừa đảo gọi điện thoại đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm để thông báo có đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế sẽ kiểm tra cơ sở, đồng thời hỏi Zalo của cơ sở để gửi quyết định kiểm tra và yêu cầu cơ sở chụp một số giấy tờ liên quan. Các văn bản đều đóng dấu mộc đỏ của Sở Y tế và chữ ký của lãnh đạo Sở Y tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các văn bản chữ ký và con dấu đều là giả mạo. Sở Y tế Bình Thuận khẳng định đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội giả danh cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ để yêu cầu các chủ cơ sở chuyển tiền với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để kịp thời ngăn chặn hành vi có dấu hiệu lừa đảo như trên, Sở Y tế thông báo đến các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh được biết để cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Mọi vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, đề nghị cơ sở liên hệ Phòng An toàn Vệ sinh Thực phẩm Sở Y tế, số điện thoại 02523833711 để biết thêm thông tin. Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ban hành, vừa qua, Công an huyện Tánh Linh đã ra quân xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh các trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kết hợp tuyên truyền học sinh, phụ huynh không tái phạm. Gắn bó với nghề làm nấm mèo và bào ngư hơn 15 năm nay do gia đình trao truyền kỹ thuật, một nông dân ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh có nguồn thu nhập khá tốt từ việc trồng nông sản này. Ông Ngô Long ở thôn 2B xã Đông Hà, huyện Đức Linh
có hơn chục nhà trồng nấm với hai loại chủ lực là nấm mèo và nấm bào ngư. Đối với nấm mèo, do thích nghi với thời tiết mát mẻ nên chỉ tập trung trồng nhiều từ giữa tháng 8 âm lịch năm trước đến tháng 2 âm lịch năm sau. Phôi nấm mèo từ khi trồng đến thu hoạch nấm khô là 3 tháng. Mỗi năm ông thu hoạch từ 15 đến 17 tấn nấm mèo khô với giá bán sỉ 96.000 đồng một ký tại trại. Còn nấm bào ngư thì được ông trồng quanh năm, mỗi ngày bán ra thị trường từ 50 đến 70 ký nấm tươi với giá bán 45.000 đồng một ký, tiêu thụ chủ yếu thị trường trong tỉnh và một số tỉnh giáp ranh Đồng Nai, Lâm Đồng. Bên cạnh đó, ông còn làm phôi nấm bào ngư và truyền đạt kỹ thuật cho các nông hộ có nhu cầu trồng nấm. Với mô hình vừa cung ứng phôi nấm vừa bán sản phẩm nấm bào ngư tươi, nấm mèo khô mỗi năm mang lại lợi nhuận cho nông dân này hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, tạo việc làm cho khoảng 15 lao động tại địa phương với mức thu nhập 350.000 đồng một ngày. Bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.